Xin chào anh chị và các bạn, em tên Nguyễn Hải Đảo, em nhân viên công ty OBS, em phụ trách khu vực Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng. Thì số điện thoại của em là 0932 949 585. Thì hôm nay xin mời anh chị và các bạn đến xem ao của anh Nguyễn Văn Tèo. Ao này là khu 3, xem anh Tèo lấy nước như thế nào và lọc từ hồ nào qua hồ nào ha. Xin mời anh chị và các bạn đón xem. Ở đây thì ngoài đường kinh này ấp quản lý, thì anh Tèo lấy nước bơm qua cái tu hít này, và cái motor này thì anh Tèo bơm qua một cái ao láng thô này. Thì diện tích cái ao này thì 2.500. Đây là khu nuôi của anh Tèo, ở trong này thì có 2 hồ. Xin mời anh chị đến xem tiếp ao kế bên. Đó, ở đằng xa kia đó thì anh Tèo có cuốc một cái đường cho nước nó chảy qua cái hồ bên đây. Hồ bên đây thì diện tích cũng 2.500, và anh Tèo có chặn lưới xanh đó anh chị thấy không, đừng ấy những cái cặn đồ này kia cái nọ cho nó đỡ ba cái gác đâu, đừng có dướng cái tu hít của mình. Và đó, cái tu hít này đó thì anh Tèo bơm qua bên đây đó, và cái ao bên đây thì anh Tèo xử lý cà lo với liều là 1.000 đánh cho 25 kg cà lo. Và cái ao này thì diện tích 2.000 mét khối. Anh Kèo đánh cà lo ở ao này 2 ngày đó, anh chạy quạt liên tục đó, anh chị thấy nước trong không? Và cái bồn này thì anh Tèo quậy cà lo ở trong cái bồn này. Cái motor hút nước từ dưới ao lên vô cái bồn này, và anh Tèo quậy cho nó đều, và anh Tèo xả quanh và cho chạy quạt cho nó đều cà lo. Nước quá trong đó, và cái motor này đó, cái tu hít này thì anh Tèo bơm qua bên đây. Bên đây là một cái ao sẵn sàng để anh Tèo bơm vô hai ao nuôi. Anh Tèo nói gông này thì anh Tèo cứ để gì luôn cho nó lên, đừng cho nó làm trong nước, chứ không có mặn cho nó sạch. Cái ao này thì diện tích 2.000. Cái motor đó là anh Tèo bơm vô một ao nuôi, rồi cái motor bên đây thì anh Tèo bơm vô một cái ao nuôi nữa. Ở trong khu này thì có 2 hồ, một hồ 700. Và trong cái hồ này thì anh Tèo có sử dụng hơi thay với liều là 2 lít đánh cho 1.000 mét khối nước để xử diệt khuẩn gan guộc cho nó kỹ trước khi bơm vào ao nuôi. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đón xem hết video của Hải Đảo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn tại các video sau.